Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay quay lại với một cái content Squad Builder tiếp theo, và lần này cũng sẽ là một câu lạc bộ nha. Sáng hôm nay thì mình cũng đã mở hết tất cả những phần quà ở trong phần câu cá của sự kiện Position Freezen rồi. Có rất là nhiều mồi câu còn dư luôn, và cái kiểu đổi lại những mồi câu thì cũng thật sự rất là nhiều. Ok, bây giờ mình sẽ trở lại cái đội hình của mình nè, và mình sẽ vào chợ và mua những con hàng trong cái lần Squad Builder cái team lần này nhá. Ok, lần này sẽ là Juventus nè, một video dành tặng riêng cho tất cả các Juventini nè, và tất cả anh em những người đăng ký kênh trên cái kênh YouTube của mình luôn nha. Một Squad Builder với những cầu thủ mạnh nhất của Juventus nè. Ok, bây giờ mình sẽ vào và mua nha. Con hàng Curado cũng là một con hàng rất là ấn tượng trong vị trí RB. Trước đó thì mình cũng rất hay dùng và hay chơi con hàng này. Ok, tiếp đó là Matthijs de Ligt nè, con hàng tăng binh, một cầu thủ trẻ và một ngôi sao sáng của bóng đá Hà Lan. Ok, tiếp đó sẽ là không ai khác, sẽ là Bonucci nè, một con hàng vừa ra trong cái lần quay token lần này, có giá chỉ là 7.2 triệu thôi, trong móc over 114 luôn, rất là cao. Ok, tiếp đó sẽ là con hàng GK nha, Yesini nè, cũng là trong cái sự kiện Freezen và trong cái phần mở token luôn anh em ạ. Nếu nhân phẩm anh em cao thì có thể mở được con hàng này, và mình mua nó với giá 13.400.000 coin nè, móc over 116 luôn, rất là đẹp. Và tiếp đó sẽ là hàng tiền vệ với lại Ramsey nè, một con hàng cụ công thần của Arsenal nha. Ok, Ramsey với over 102. Vì tiếp đó sẽ là McKenny nè, một con hàng cầu thủ Mỹ nha, quốc tịch Mỹ, và con hàng này cũng chơi rất là ấn tượng nha anh em. Lúc trước mình cũng đã từng chơi con hàng này rồi. McKenny, một con hàng tuyệt vời trong over 108 luôn. Và tiếp đó trong cái hàng tiền vệ sẽ không ai khác ngoài Locatelli nha, một tăng binh của Juventus mùa hè vừa qua, Locatelli. Và con hàng này thì mình cũng đã có một bài review riêng rồi, anh em quan tâm thì có thể tìm xem lại video đó nha. Ok, bây giờ đến cái hàng tấn công phía trên, mình sẽ dùng là Kisa này, con hàng RW khá là đặc biệt. Kisa này con hàng mình cực kỳ thích nha, con hàng rất là đặc biệt luôn, kể cả trong game và ở ngoài đời cũng vậy, con hàng đá rất là năng nổ luôn. Ok, và không thể thiếu là Dybala này, một con hàng cũng là một đại diện của Juventus, một hình tượng của Juventus trong những mùa giải vừa qua. Và cuối cùng là con hàng mình chọn trong vị trí ST sẽ là Ronaldo nha. Mình sẽ kiểu như đem lại một chút kỷ niệm trong Ronaldo cái bản phiên bản Juventus nha. Vì trước đó mình từng nói là mình sẽ sử dụng những con hàng vẫn còn thi đấu thôi, nhưng mà lần này mình sẽ chọn Ronaldo vì đây là cái phiên bản của Juventus và mình muốn đem lại một chút gì đó ký ức về Juventus của Ronaldo nha. Đó là cái ý của mình muốn gửi tới tất cả mọi người trong cái lần Squad Builder lần này. Và một lần nữa, trước khi vào cái video xây dựng đội hình nè và bắt đầu hai trận đá head to head á, thì anh em nhớ dừng lại và xem thử là mình đã đăng ký kênh chưa nha. Nhớ ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh để mình có thêm nhiều động lực và làm video mỗi ngày nha. Và mình cũng xin cảm ơn tất cả anh em, những người đã có những cái ý tốt nè, kiểu như muốn cho mình mượn cái ad làm review về những con cầu thủ mình chưa từng có. Ví dụ như con Haaland là mình chưa mở ra được á, thì anh em vẫn có ý là muốn cho mình mượn cái ad để có thể làm review. Nhưng mà mình cảm ơn nha, một lần nữa mình nhắc lại là mình chỉ làm trong cái khả năng mình có thôi, đúng cái ad của mình thôi. Mình làm kênh YouTube là đúng cái ad tên của mình, hoặc là cái ad thứ hai là Phan Minh Phúc là tên con trai mình thôi. Và mình không muốn dùng bất cứ cái ad của ai hết, mình không muốn đi mượn hoặc là dùng tất cả những cái gì của người khác để về làm cho cái kênh của mình. Đó là cái cách làm việc của mình nha. Từ những ngày đầu mình làm kênh YouTube thì mình đã có cái ý như vậy rồi. Cho nên một lần nữa mình xin cảm ơn tất cả mọi người nè. Mình xin từ chối những cái lời đề nghị đó nha. Mình chỉ làm như vậy thôi. Ok, và một lần nữa xin nhắc lại luôn cái vấn đề là mình không bán ạc nè. Mình cũng không bán coi luôn. Mình cũng không có kiểu như là mở quà giùm hay là nạp bác hộ luôn nha. Mình không làm bất cứ một vấn đề gì về việc đó hết. Mình chỉ là người chơi thôi. Mình đang làm YouTube, cái vai trò mình là người chơi game thôi, và review cầu thủ trong cái khả năng của mình thôi. Mình không làm những cái vấn đề khác. Hy vọng là anh em sẽ hiểu và biết được cái cách làm của mình nha. Ok, một lần nữa thì cảm ơn tất cả anh em đã luôn luôn nghĩ về mình nè, và luôn luôn ủng hộ mình trong thời gian vừa qua nha. Ok, một chút chia sẻ thì mình cũng đã xây tới cái hàng tiền vệ rồi, với bộ ba là McKenny nè, Locatelli và con hàng Ramsey rất là đẹp luôn trong cái màu áo của Juventus. Và cho nhiều anh em chưa biết là Juventus không có bản quyền trong cái FIFA 21, cho nên lý do đó cho nên FIFA đã kiểu như design lại cái logo nè, design lại cả cái tên nè,
và làm chỉ là áo đấu màu trắng như kiểu Ronaldo anh em đang thấy nha, màu trắng hoặc là màu đen của Bonucci thôi. Đó là cái cách kiểu như thoát về cái ảnh bản quyền của FIFA Mobi 21 lần này. Đó, đó là lý do vì sao anh em có thể thấy nguyên cái team Juventus chỉ là một áo màu trắng thôi, không có một cái hình ảnh hay một cái dòng chữ gì trên cái áo đấu hết. Nhưng mà cái đó thì cũng đem lại một cái cách nhìn, kiểu nhìn cũng khá là đặc biệt và có một cái nét riêng gì đó, nhìn khá là đẹp mắt phải không? Ok, bây giờ mình sẽ vào và xem chỉ số của những con hàng kiểu như đặc biệt một chút nha. Đầu tiên là con Yesidny nè, một con hàng GK của Poland nè, con hàng Ba Lan nha, cao 1m95 và có cái skill boost là phản xạ rất là đặc biệt, trong chiều cao rất là ấn tượng và cái overall rất rất là cao luôn, 116 luôn anh em ạ. Và tiếp đó sẽ là Matthijs de Ligt nè, một cầu thủ trẻ nè, hình như mình nhớ không lầm thì anh này mới chỉ là đâu đó 22, 23 tuổi thì phải. Trong cái sự kiện Starbucks nè, ui, Netherlands, một ngôi sao sáng của bóng đá Hà Lan, có thể hình rất là tuyệt vời, cao 1m89 và nặng 89 cân. Cái defense work rate là 2 luôn anh em ạ, và có cả cái power header luôn, có skill move là hell to hell nha. Nói chung con De Ligt là có bộ chỉ số rất là ấn tượng cho một con CB luôn, đầy đủ tất cả các chỉ số cần thiết luôn. Đây là Leonardo Bonucci nè, con hàng phải nói là một con hàng đã gắn bó với Juventus rất là lâu rồi và cũng là một biểu tượng của Juventus luôn. Có thể hình 1m9 nè, hell to hell và cũng có cả đánh đầu mạnh luôn. Bonucci rất là ấn tượng trong cái thẻ Frizen lần này, cái hình ảnh cũng rất là đẹp luôn anh em ạ. Và tiếp theo đó là Curado nha, vị trí RB nè, con hàng này có tốc độ rất là khủng khiếp anh em, chơi rất là ấn tượng luôn, chơi kiểu như mình có cảm giác con này chơi hơn cả bộ chỉ số nó đang có luôn, rất là tuyệt vời. Với thể hình cũng rất là ấn tượng nè, 1m79 cho một con RB nha, đâu đó 1m8 thì cũng rất là ấn tượng rồi. Bây giờ mình tiếp tới cái hàng tiền vệ nè, con hàng này là Weston McKennie nha, con hàng của Mỹ nè, quốc tịch Mỹ nè, với skill boost là Long Basin, là con hàng này có khả năng chuyền chọt rất là ấn tượng anh em ạ, và sức mạnh nó rất là tuyệt vời luôn. Dứt điểm của nó, cái lực sút cũng là 140, sức mạnh rất là ấn tượng. Về con hàng này anh em có thể thử qua nha, cao 1m83 nè và cả hell to hell luôn, và nó có khả năng skill ẩn nó là ném bóng mạnh nha nè. Ok, và đây con hàng này là Aaron Ramsey nè, một con hàng của xứ Wales, có cái skill boost là box to box. Con hàng này thì với bộ chỉ số mình thấy thật sự không có gì đặc biệt hết anh em ạ, khả năng chỉ là chuyền chọt tốt thôi, và cũng có cả hell to hell luôn, cao 1m82. Và tiếp đó sẽ là con hàng Federico Chiesa nha, một con hàng rất là ấn tượng, con hàng mình như mình đã từng nói rất là yêu thích của mình luôn, con hàng quốc tịch Ý nè, và có skill boost là attacking. Bộ chỉ số tấn công rất là tuyệt vời, dù cái sức mạnh hơi yếu một chút, cái thăng bằng thì chỉ là 125 thôi, và chiều cao 1m75 nha, và không có skill boost hell to hell nha nè, đó chỉ là flip flat thôi. Và bên cánh đối diện mình sẽ chọn là Dybala nè, một con hàng ST, nhưng mà mình sẽ kéo về vị trí LW trong cái sơ đồ lần này. Bộ chỉ số tấn công rất là đặc biệt, trong cái skill boost là dribbling. Và Juventus cũng còn một con hàng Moiskin nữa, con hàng đó cái giá trị của nó hình như đâu đó 200+ triệu coin á, nhưng mà mình kiểu như mình không có yêu thích con hàng đó và mình cũng không có thật sự ấn tượng về con hàng đó luôn, cho nên mình quyết định sẽ không mua con hàng đó trong cái lần Squad Builder lần này nha, và mình chọn mua Ronaldo thôi. Đó là một chút giải thích cho anh em hiểu vì sao, chứ kiểu như anh em nghĩ là mình không đủ số coin mua con hàng Moiskin thì cũng không đúng nha. Ok, tiếp đó sẽ là con hàng chủ lực trong cái Squad Builder lần này, Cristiano Ronaldo trong cái phiên bản National Hero nè, trong cái màu áo của Juventus luôn. Con hàng này có móc over 107 nè. Dù Ronaldo thì mùa này thật sự ấn tượng với cả Messi rồi, có rất rất là nhiều quả thẻ luôn, cho nên anh em muốn chọn quả thẻ nào chơi để trải nghiệm, đó là quyền lựa chọn của mọi người luôn. Và lần này cái cá nhân mình chọn Ronaldo trong cái lần Squad Builder lần này. Hy vọng với cái team này thì Juventini sẽ cực kỳ thích nha, và tất cả mọi người xem trên kênh của mình sẽ yêu thích cái video hơn. Và bây giờ mình sẽ vào và chọn bộ áo đấu của Juventus này. Cũng như mình nói từ đầu video ấy, thì là cái vì bản quyền cho nên cái áo đấu cũng được design lại luôn. Đây, nếu mà bộ áo đấu chính thức của Juventus trong game thì mình thật sự rất là thích luôn anh em ạ, vì áo đấu của Juventus rất là đẹp. Nhưng mà lần này design lại thì kiểu như hơi bị nghiêng về kiểu như quốc tịch một chút, hơi màu xanh thiên thanh một chút nè, và cái design cái áo còn lại là kiểu như ngựa vằn một chút, cũng là một cái nickname của Juventus luôn. Trong bộ đấu sọc trắng đen màu áo ngựa vằn nha,
và ở đâu đó ở Việt Nam mình hay gọi là kiểu như áo tù thì phải. Ok, bây giờ thì vào cái trận đấu đầu tiên thôi. Hy vọng là anh em sẽ quậy cái team. Hy vọng là anh em sẽ được xem hai trận đấu thật sự cống hiến của cái teamwork lần này, Juventus, Juventini. Và hôm nay cũng là ngày đầu tiên reset lại cái mốc fan nha anh em. Cho nên cái mốc fan của mình đã tụt về cái mốc 1 triệu fan nè. Bây giờ thì là ngày đầu tiên và anh em bắt đầu đua tớp cho cái tháng. Chắc mình nghĩ đây là cái tháng cuối cùng của cái mốc đua ran rồi. Hy vọng là sẽ có những anh em Việt Nam trong tớp lần này nha. Ok, bây giờ thì mình bắt đầu vào trận chiến thôi. Dybala xem nào. Ui, một pha mở bóng và một cú chạm bóng đầu tiên của Dybala không thành công. Ronaldo, một cú dứt điểm cực mạnh của Ronaldo. Ronaldo bản này với skill boost shot thì mình nghĩ sẽ mạnh hơn trong cái khả năng dứt điểm. Mà Ronaldo thì bản nào mình nghĩ cũng là rất là mạnh rồi. Bản này sẽ không biết là mạnh về cái khả năng gì thôi. Ui, những pha bóng khá là lợm nhợm ở penalty hay không? Ui, một pha phạm lỗi như vậy cũng không penalty trong vòng cấm anh em ạ. Một pha bóng khá là lúng túng ở vòng cấm luôn, nhưng mà vẫn không đem lại cơ hội cho mình. Ui, bạn có cơ hội bước đi rồi. Đây là Sancho. Ui, mở lại quyết định mở bóng cho con hàng. Không được rồi. Jesse phản xạ khá là tuyệt vời nè. Con hàng Jesse này mình nghĩ chắc cũng phải là nằm trong top của GK rồi. Cái ui, và móc bóng của Duffy quá tuyệt vời. Cái khả năng phản xạ và cái skill boost phản xạ và cái bộ thể hình và bộ over quá là tuyệt vời cho con hàng Jesse rồi. Và bóng này thì Duffy là người tỏa sáng nhất rồi. Ui, pha ngã bàn đèn móc bóng tuyệt vời của cô một con hàng hậu vệ nè. Con hàng như mình từng nói trong những cái video clip lần trước đó, là con hàng sẽ rất là chậm trong cái khả năng đua tốc độ thôi. Còn khả năng sức mạnh và cái khả năng mà hỗ trợ tấn công về phạt góc thì con hàng làm rất là tuyệt vời. Con hàng Duffy một con hàng huyền thoại trong cái game FIFA Mobile này. Anh bạn lại cố gắng đem về phạt góc rồi. Cố gắng sút xa để kiếm về phạt góc và chắc chắn cũng sẽ nhắm tới con hàng Duffy tiếp theo rồi. Mình sẽ cố gắng chống cự thôi. Bộ đôi CB của mình cũng khá ấn tượng trong cái thể hình là 1m89 và 1m9 luôn. Giữa De Ligt và con hàng Bonucci, nhưng mà cái pha bóng đó thì ui, không có cản được con Duffy anh em ạ. Đây lại là Duffy. Ui, đang ở vị trí khá là cao. Anh bạn đang tấn công rất là tưng bừng luôn. Mình vẫn chưa có thể nào bắt nhịp được trận đấu nữa. Phút thứ 34 rồi. Lại là phút sút xa nè. Anh bạn đang chơi với một cái lối chơi là sút xa và tìm về phạt góc. Không thành công rồi. Đây là Locatelli. Một pha mở bóng tuyệt vời xem nào. Ramsey tuyệt vời tạt vào trong cho Ronaldo xem nào. Đây rồi, Ronaldo đã lên tiếng ngay lập tức. Tuyệt vời thật sự, pha đánh đầu của Ronaldo bản 107 Nation Hero. Ui, vẫn có điều ăn mừng. Cái bộ áo đấu này của Juventus mình thấy kiểu không được đẹp mắt cho lắm anh em. Kiểu design này không được ấn tượng cho lắm. Ok, đó là bàn quân bình tỷ số một đều của Ronaldo. Không hiểu sao cái cánh nhà báo hoặc là nhiều cái kiểu anti-fan á, kiểu hay là hù nhau về vấn đề là sau khi Ronaldo rời đi á, thì người ta lại đổi thừa cho Ronaldo là kiểu là một cái vấn đề của Juventus khi anh ấy còn thi đấu ở đây. Kiểu là một ngôi sao cho nên tất cả mọi người đều phải tập trung vào anh ấy và kiểu mất đi cái bản sắc của Juventus. Ui, khi người ta còn thi đấu trong câu lạc bộ thì tất cả đều tăng bốc là cũng giống như là một ngôi sao lớn nhất có thể đem về C1 cho Juventus. Và này là kia và tất cả các thứ là anh là nhất này nọ. Nhưng mà khi anh ấy rời đi ấy, thì tất cả mũi dùi lại hướng về anh ấy bằng một cái cách tiêu cực. Ui, mình thật sự khó hiểu con người luôn. Không biết con người đang đối xử với nhau như thế nào nữa. Đó là những cái thông tin mình cảm thấy ui, rất là không đáng được xem nhất luôn á. Anh em cảm nhận như thế nào về cái cách viết báo như vậy của những cái thông tin sai lệch về Ronaldo khi thi đấu trong màu áo của Juventus nha. Trong cái những cái trận C1 thì Ronaldo vẫn là một đầu tàu lớn nhất của Juventus cái thời điểm đó luôn. Và cái cú ngã bàn đèn hoặc là những cái cú bật nhảy đánh đầu thì ui, lúc đó được rất là nhiều nhà báo tăng bốc lên luôn. Nhưng sau này thì tất cả đều quay xe và chỉ trích Ronaldo thế này thế kia, thật sự không xứng đáng chút nào. Ok, trở lại với trận đấu thôi, để xem cái trận đấu này sẽ chiến thắng sẽ dành về đội nào nha. Anh bạn vẫn đang tấn công rất là miệt mài. Con hàng Duffy đã khá cao trong cái sơ đồ lần này. Xem nào, không được rồi. Mình đã cố gắng thu hồi được bóng. Juventus tầm này không có Ronaldo thì mình cảm giác vẫn đủ sức có thể chinh chiến được ở C1 rồi. Và cái trận tiếp theo của Juventus là gặp Villarreal và chắc chắn cũng sẽ nằm trong cái kế hoạch squad builder của mình luôn.
cái cuộc battle giữa Juventus và Villarreal. Nên anh em nhớ là đăng ký kênh và chờ đợi cái video đó của mình nha. Mình sẽ cố gắng làm cho xong hết cái series C1 đó của mình. Ui, anh bạn lại nâng tỷ số lên 2-1 rồi với cú đánh đầu của Jimmy Vardy. Ui, đánh đầu quá ấn tượng luôn, khỏe thật sự. Jimmy Vardy thì hơi bị ảo ma Canada đây mà. Rất là khỏe mà tấn công rất là tuyệt vời. Phút thứ 75 rồi, vẫn là để bị dẫn 2-1. Ui, không biết trận đấu này sẽ đi về đâu luôn. Curado, xem nào. Với hàng tiền vệ mình với bộ 3 CM thì mình nhìn khá là ưng ý rồi. Ramsey và McKennie và Locatelli rất là ấn tượng. Đây rồi, một pha mở cánh xem nào. Kisa, Federico Kisa. Đây rồi, vừa nhắc tới con hàng McKennie thì con hàng đã lên tiếng rồi nè. Cao 1m83 và có cái bộ tóc rất là ấn tượng luôn. Ôi, một pha căng ngang vào của Kisa rất là tuyệt vời, rất là vừa chân con hàng McKennie luôn. Một pha quân bình 2-2 ngay phút 80. Đây rồi, 10 phút cuối trận là cơ hội cho cả đôi bên luôn. Anh nào có thể có bàn thắng thì sẽ là người chiến thắng cuối cùng thôi. Anh bạn sẽ rất là cố gắng trong những phút cuối đây. Sanchez, anh bạn chơi với bộ ba hậu vệ. Đây là Grealish, không được rồi. Không vượt qua được con hàng tiền đạo tiền vệ. Ui, pha việt vị khá đáng tiếc của anh 7. Với mình, anh 7 căng rất được tôn trọng trong cái màu áo Juventus đây nè. Anh 7 đi đến đâu thì cũng cống hiến thật sự hết mình luôn. Đã lúc nào cũng với 200% sức mạnh. Đây rồi, đi ba la. Đây rồi, cú dứt điểm xem nào. Tuyệt vời, một pha kết thúc ở phút 90 luôn anh em ạ. Một pha mở bóng thì không làm đâu đó là con hàng McKennie thì phải. Một pha mở bóng ấn tượng cho Dybala. Ui, điều ăn mừng của Dybala ở ngoài đời là như vậy nè. Kiểu đưa hai ngón tay lên che đi cái nửa khuôn mặt. Rất là kiểu như rất là signature của con hàng Dybala luôn. Điều đặc trưng của con hàng quá đẹp tuyệt vời luôn. Một pha ghi bàn. Thật sự mình cảm giác rất là tuyệt vời cho những cái pha ghi bàn phút 90 như thế này nè. Những pha ấn định rất là tuyệt vời. Ui, một trận đấu rất là tưng bừng và kịch tính luôn. 3-2, có 5 bàn thắng trong cái trận đấu đầu tiên. Quá là tuyệt vời cho cái trận mở màn trong cái box reset fan mới trong cái ngày hôm nay luôn nè. Quá ấn tượng, một trận đấu với mình chỉ cần như vậy thôi. Mình chỉ cần có những cái trận đấu kiểu như thế này thôi là niềm vui của mình rồi. Mình có thể đầu tư hoặc là đầu tư cả tiền bạc và thời gian vào những cái trận đấu kiểu như thế này thì đem lại cái niềm vui cho mình thôi. Đó, 5 bàn thắng và những giây phút rất là kịch tính trong cái trận đấu như thế này. Ui, ấn tượng thật sự. McKennie ở phút 80 và con hàng Dybala ấn định tỷ số ở phút 91 nha. Ok, đó là trận đấu đầu tiên, một trận đấu với 5 bàn thắng được ghi và chiến thắng nghiêng về mình. Bây giờ mình sẽ trở lại luôn với cái trận đấu thứ hai nha. Trận đấu thứ hai để xem thật cái team Juventus này của mình sẽ thi đấu như thế nào. Dạo gần đây thì những trận đấu kiểu hơi bị lắc một chút anh em ạ. À, không biết anh em đang chơi game có cảm giác như vậy hay không. Rất hơi bị... Ui, con hàng Lewandowski nè, Snapri, con hàng Rashford và con hàng kiểu con hàng 114 trong cái phiên bản giải nghệ của cái event lần này. Mình không biết đọc tên con hàng đó là gì nữa. Mình vẫn chưa nhận được con hàng đó luôn. Móc over 114 vị trí ST. Ok, bây giờ sẽ vào trận đấu thứ hai thôi. Như mình đã nói, những trận đấu gần đây hơi lắc một tí anh em. Mình đã nhiều trận kiểu như khi có kết quả gần kết thúc trận đấu rồi thì trận đấu kiểu như tự out ra luôn. Và kiểu hay rất hay là văng ra màn hình chính luôn. Mình không biết là do mạng hay là do cái lỗi bên game thì không biết. Nên mình là một gamer và chỉ biết chấp nhận thôi. Kiểu như mình vừa có một trận đấu hay rất là ấn tượng với những cái pha xử lý rất là tuyệt vời. Nhưng mà khi trận đấu bị fail ở phút 70 hoặc 80 hoặc đâu đó là phút 50-60 á, thì mình cũng phải chấp nhận là cái video đó bị hỏng anh em ạ. Rất là đáng tiếc luôn, vì có những tình huống rất là tuyệt vời để anh em có thể xem. Ôi, đó là một chút chia sẻ về mình về cái mạng thời gian gần đây nha. Bây giờ thì trở lại với trận đấu thứ hai thôi, để xem thử cái team Juventus này của mình sẽ thi đấu như thế nào. Có thật sự đem được trận đấu mãn nhãn như cái trận đấu đầu tiên dành cho tất cả các anh em Juventini hay không. Ronaldo và phối hợp với con hàng Federico Chiesa, con hàng rất là tuyệt vời. Đây là Dybala, một pha phối hợp với Ronaldo. Xem nào, pha này thì Hummel đã là người chiến thắng với Ronaldo rồi. Không được, anh bạn đã thu hồi bóng rồi. Anh bạn hình như kiểu đang ship sai sơ đồ thì phải. Con hàng RM Snapri anh bạn lại kéo về vị trí CAM. Và con hàng Beckham thì anh bạn lại để ở vị trí RM. Ui, nhìn hình như hơi bị fail một chút. Đây là một pha phạt góc. Cơ hội sẽ dành cho con hàng nào đây?
ui không được rồi, những pha bật nhảy không được ấn tượng cho lắm. Dù mình có những con hàng đánh đầu rất là tốt anh em ạ, như là De Ligt này, Locatelli này, ui pha ghi bàn của Dybala rồi, pha chớp thời cơ khá nhanh trong cái phòng vòng cấm và kiểu hơi bị lộn xộn một chút, và Dybala lại có bàn thắng rồi. Trận đấu đầu tiên thì một bàn ấn định, bây giờ thì bàn mở tỷ số. Ui không biết bóng có đập chân một hậu vệ nào hay không mà, hay là một cú dứt điểm chìm hơi bị hiểm hóc của Dybala phải, mình nhìn cũng không kịp được cái pha bóng đó luôn. Ui diễn ra rất rất là nhanh. Trở lại với cái câu nói là mình có những con cầu thủ đang rất là hay trong cái khả năng đánh đầu nè, Locatelli nè và con hàng McKennie nó cũng có khả năng đánh đầu rất là hay trong những tình huống phạt góc nha. Và bộ đôi CB De Ligt và Bonucci thì chắc chắn rồi, có cái skill ẩn là đánh đầu mạnh nữa, cho nên cái team này với cái khả năng đánh đầu góc thì anh em cứ là kiểu yên tâm luôn. Quan trọng là anh em thực hiện cái pha phạt góc như thế nào thôi, chứ những con hàng bên trong toàn là những con hàng có thể hình rất là tuyệt vời. Đây là Bonucci nè, con hàng có chiều cao 1m9. Ok, hiệp đấu đầu tiên cũng đã có một bàn thắng của Dybala rồi, một con hàng khá ấn tượng. Xem nào, tiếp tục anh bạn sẽ làm gì đây. Anh bạn có bộ đôi Lewandowski và con hàng ST114. Đây là Snapri, một pha xoay người khá đẹp. Lewandowski ra chân khá nhanh, đeo băng đội trưởng luôn. Lewandowski đang đeo băng đội trưởng. Và một cú dứt điểm đi ra ngoài vì tình huống khá xa ngoài vòng cấm luôn. Ramsey. Tiếp tục xem nào, tấn công Kisa. Đây một pha ngoặt bóng và sẽ chuyền lại cho Ramsey. Ramsey một con hàng cũng được rất được hay dùng ở Juventus luôn. Đây một pha mở bóng vào trong xem nào. Không được. Anh bạn đang theo khá sát, mình cố gắng tìm tới cái đầu của Ronaldo nhưng mà chưa được anh. McKennie. Ui, cú dứt điểm của Dybala không thành công. Hàng hậu vệ của anh bạn đang hiện là khá đông trong cái tình huống bóng đó. Đấy rồi, McKennie. Con hàng McKennie đá thật sự tốt luôn. Bộ tiền vệ, bộ 3 CM này quá ấn tượng luôn nè. McKennie, Locatelli và Ramsey. Curado. Ui, không được, những quả tạt như thế này thì kiểu hơi bị cầu Âu một chút rồi, không đem lại hiệu quả cao nhất rồi. Beckham và mở bóng. Tiếp tục là Snapri. Đây là Lewandowski rồi, lại phối hợp qua cánh bên này, chắc chắn sẽ tạt vào con hàng ST114. Hình như có hàng ST114 đó có cả cái đánh đầu mạnh thì phải, mình nhớ không lầm là như vậy. Và khi mình nhận con hàng đó về chắc chắn mình cũng sẽ làm bài review nha, vì con hàng có móc over khá cao và cái thể hình mình nhớ đâu đó không lầm là 1m83 hay 84 gì đó, thì mình cũng sẽ dành thời gian là để làm bài review về con hàng đó để cho tất cả mọi người cùng xem nha. Phút thứ 77 rồi, tỷ số vẫn là 1-0, khá là mong manh luôn. Đang đá với một cái chiến thuật là Mourinho rồi. Khi ghi bàn là một chuyện, nhưng mà khi có thể nào đem được về kết quả và tốt nhất cho cái bàn thắng đó hay không là một chuyện cũng rất là bản lĩnh đó nè. Mình có thủ được hay không, có chịu được cái sức tấn công của đối thủ hay không cũng là hay. Vì với mình với cái chiến thuật như kiểu như Mourinho á, với những chiến thắng rất là sát nút và kịch tính như là 1-0 á, cũng thật sự rất là hay nha. Có cái điểm gì đó rất là tuyệt vời trong những cái chiến thắng như vậy. Đơn giản như mình nói, kiểu như ghi được một bàn thắng là một chuyện, nhưng mà để bảo toàn được cái bàn thắng đó hay không lại là một chuyện khác nữa. Ui, cú dứt điểm cuối cùng của McKennie và trận đấu cũng kết thúc với đúng một bàn thắng rồi anh em ạ. Một chiến thắng rất là mong manh luôn. Tỷ số 1-0 với cú dứt điểm của Dybala, trong anh bạn chỉ một cú dứt điểm thôi và không có cú dứt điểm trúng đích luôn. Ok, chiến thắng thứ hai dành cho cái đội Juventus lần này của mình, với một pha dứt điểm từ phút 38 của Dybala thôi. Và từ đó về sau không có thêm bàn thắng nào được ghi hết. Dù cái team của mình nhìn khá là thích mắt, nhìn đá rất là tuyệt vời trong cái bộ ba tiền vệ bên dưới này, bộ ba tấn công bên trên là Kisa, Dybala và Ronaldo. Ok, đó là trận đấu thứ hai, cũng là cái trận đấu cuối cùng trong cái Squad Builder lần này của mình. Và hy vọng là tất cả anh em sẽ thích cái đội này nè, cái team Juventus nè, và anh em Juventini sẽ kiểu như để lại một bình luận tích cực cho mình nha. Kiểu như mình sẽ có thêm nhiều cái động lực để làm những cái Squad Builder tiếp theo về những câu lạc bộ hoặc là những cái nation. Ok, và bây giờ thì anh em có những yêu cầu nào khác hay không thì có thể bình luận vào bên dưới giúp mình luôn nha. Những câu lạc bộ anh em muốn được thấy trên kênh nè, hoặc là những cái ý kiến, những cái ý tưởng gì đó thì có thể chia sẻ cùng mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong một video tiếp theo trên kênh.